chỉ là một cái ốp lưng điện thoại thôi mà chúng ta là nhìn và có ấn tượng, cũng như là những lời trao đổi và hỏi han thăm hỏi nhau để biết thêm về nhau nhiều. Vậy bây giờ chị muốn biết được cái màn hình khóa điện thoại của tụi em nha. Xin mời 4 cái màn hình khóa. Chị vẫn ấn tượng với bà số 4 nha. Bà số 4 ơi, Thắm ơi. Dạ em. Sao lại chọn hai ông bà già quéo vậy? Dạ bởi vì em thấy trước tiên là nhìn cái hình rất là dễ thương. Cái thứ hai là cái đó cũng là cái mơ ước của em, sau này sẽ có một người chồng và cùng sống với em đến già là lúc nào cũng quanh quẩn bên nhau hết ạ. Em có biết đó là cái đầu của trong già đó đó giống một người ngồi ngoài đây lắm không? Lý do tại sao bạn số 1 lại chọn cái hình nền này bạn ơi? Cái hình ảnh đó là ở dưới quê á chị. Ở trong đây ít khi mà em nhìn thấy được cảnh như vậy. Đây là bình minh phải không ạ? Dạ. Còn bạn số 2 thì hơi rối rối bay bay. Tại sao ạ? Bạn thích tóc quăng quăng giận giận như vậy hả bạn? Dạ cái đó là tóc quăng tự nhiên của em đó chị. Đẹp vậy luôn hả bạn? Dạ. Anh Đức Anh á, anh có ngại yêu xa không ạ? Anh rất ngại yêu xa, tại vì khi yêu thì anh chỉ muốn được gần người mình yêu thôi. Hai người gặp nhau nhiều thì có thể dễ dàng chia sẻ cho nhau những cái khó khăn trong cuộc sống dễ hơn. Vậy thì anh nghĩ trong tình yêu điều nào là quan trọng nhất với anh? À, lâu lắm rồi mới có người hỏi anh câu này này. Bạn này hay nè. Chung thủy. Chung thủy. Tại tôi nghĩ cái bạn này bạn hỏi câu yêu xa thì tôi nghĩ cái câu chung thủy sẽ trả lời hợp lý với bạn. Vậy bây giờ mình chuyển qua bạn số 3 nè. Tại sao để hình hai con chim thấy cưng vậy? Dạ em chọn hai con chim này bởi vì cá nhân em rất là thích thiên nhiên, thích những gì mộc mạc và thích động vật. Bạn số 1 ơi, có thể vào trong điện thoại của bạn được không ạ? Dạ. Bạn này cũng ít có cái app nhiều ha. Bạn ơi tại sao bạn chọn cái cây? Dạ em chụp cái này chuẩn bị bình minh nó đang bắt đầu lên á. Em thấy nó đẹp nên em để ở trong màn hình chính á chị. Sao em Đức Anh? Em có cảm giác bạn này rất cô đơn nha. Em cảm giác vậy luôn á. Em có phải một người sống nội tâm và cô đơn nhiều không? Dạ đúng rồi ạ. Em chia sẻ được với gia đình em à. Em có người thân không? Dạ em có chị ạ. Em có mẹ không? Ba mẹ em hiện tại đi ly hôn rồi ạ. Nhưng mà em là người ở gần mẹ hay em ở gần bố? Em ở với ba với lại dì ạ. Chị chia sẻ với em, con gái ở cái tuổi này là cái tuổi cần chia sẻ với một cái người nữ hơn. Nhưng mà nếu em tâm sự được là được. Ba có thể chu toàn nhưng ba không nghe được cái thay đổi trong cái con người mình. Nói ra nhiều hơn nha em. Đừng để trong lòng, đừng chụp những tấm hình buồn. 20 tuổi à. Chị mong là sau ngày hôm nay cái màn hình của em nó có một cái gì đó màu hồng lên một tí, màu xanh, màu tươi lên nha. Rồi bây giờ cho chị hỏi qua bạn số 2 đi. Dạ. Bạn số 2 ơi, kéo dạ. màn hình qua nè. Có cái bờ môi rất là đẹp nè. Quá trời đẹp luôn. Dạ tại vì cái tấm này là em cảm thấy rằng cái màu son này nó đẹp nên là em muốn chú trọng vào cái môi này hơn. Em có thể lướt thêm một chút nữa cho anh xem được không? Dạ. Ồ cũng đơn giản ha. Có đôi khi có những chuyện là em rất là đơn giản và em cũng rất là thích mộc mạc. Cho chị coi chút xíu hình của em được không? Dạ. Em thì em rất là thích sinh hoạt trên trường nên em có chụp rất là nhiều tấm chung với bạn bè và các hoạt động. Dễ thương vậy. Em là cái cô gái bận áo đen đúng không? Ảnh này chụp lâu chưa em? Dạ em chụp tham gia mùa hè xanh năm ngoái đó anh. Bây giờ mình chọn qua nhà đạo diễn nè, số 3 nè. Xanh xanh đằng sau là cái gì? Khu vui chơi du lịch gì em? Đây là một lần em đi làm chương trình tại Nha Trang á. Nhưng mà có nghĩa là em chỉ được ra biển nhìn và phải đi về. Em không có được tắm biển. Mà trong khi sở thích của em là muốn được chơi cái đó, cuối cùng là phải chụp lại để mình đỡ ghiền. Và từ đó là em để màn hình luôn. Dạ em muốn hỏi thêm về ngày sinh nhật của hai anh được không? Được chứ. Em sinh nhật ngày mấy nên ta gửi quà? Anh 28 tháng 9. Lát rồi đẩy địa chỉ gửi quà tới luôn. Còn em chứ đại? Còn anh thì 17 tháng 5 qua rồi em. Rồi bây giờ qua bạn số 4 nha. Dạ bạn cá này thì em chụp ở công viên Nhật ở Hóc Môn á chị. Em thấy dễ thương cho nên là em chụp lại. Và nhìn tấm ảnh nó cũng nghệ thuật, là nhìn bạn cá hả miệng lên ngay bàn tay em luôn. Cho nên là em đã bắt gặp được tấm này thì em làm ảnh đây, làm ảnh là bàn tay của em luôn. Dạ em làm bên thẩm mỹ là đúng rồi. Bàn tay rất mượt và dài, cái ngón dài. Lướt qua màn hình cái nữa nè. Cũng không có gì vui chơi giải trí trong này. Thường nếu như em giải trí thì em sẽ làm gì? Em lên YouTube em xem những cái clip vui hoặc là những cái chương trình có anh Trương Thế Vinh ạ. À cảm ơn em. Chị đang định hỏi chương trình vui có coi chương trình chị không, cái nói coi chương trình Trương Thế Vinh cái muốn hỏi luôn, buồn hết sức. Tụi con có coi Trịch Tử Mới của má không? Dạ có. Ở vậy tao nói fan gia đình thiệt, mấy đứa này thiệt ghét dễ sợ. Em số 4 ơi, cho chị xem một vài cái hình ảnh em là làm việc của em đi. Dạ. Hình em bé đó là em của em hay gì? Dạ hình em bé này là con của cô em ạ. Toàn là công việc thôi, không có chụp gì cho cá nhân mình hết. Dạ em thì cũng thích chụp hình lắm, nhưng mà khi em chụp thì em sẽ thường đăng trên mạng xong mà em xóa, hoặc có những tấm hình mà em thấy đẹp em sẽ rửa ra em để làm album kỷ niệm tuổi thanh xuân của em. Em muốn hỏi hai anh là chiều cao và cân nặng của hai anh là như thế nào ạ? Đại cao 1m7, nặng 65kg. Dạ con. Mình thì cao 1m73 và... Chị nghĩ hơn chứ nhỉ? Không, em cao 1m73 đấy. 73. Dạ em dày độ. Dày độ mà thử sai luôn. Em 63kg. Chuẩn luôn em. Hai anh có thích mẫu con gái là hay bận rộn không? Có ít thời gian để đi chơi á?
cái kiểu như là người con gái của gia đình đó chị, công việc. Thực ra thì đôi lúc mà mình yêu nhau các bạn không cần phải gặp nhau quá thường xuyên đâu, một tuần khoảng 1-2 lần nữa thôi. Bây giờ hai bạn trai ngồi dưới đây, cảm giác ấn tượng với ai nhất, chúng ta chờ trong giây lát. Các bạn trở lại với tần số tình yêu. Hai chàng trai nghĩ là mình ấn tượng với ai nhất? Mời bạn Đức Anh. Số 4. Nói chung thì ai cũng thú vị hết, nhưng mà riêng mời đại kiểu như là cái gu á, là cái kiểu như của bạn số 4. Số 4 luôn. Kỳ này thì Phương sẽ nhờ tới Trương Thế Vinh. Là một bạn trai thì bạn nghĩ là bạn nên chọn giữ lại ai à? Nhiệt tình nãy giờ là thấy con số 3 đúng không? Thì chắc xin phép là giữ lại con số 3. Và bây giờ mời gặp gỡ hai bạn nữ, số 1 và số 2. Tiếng cười khi còn non trẻ, bỗng dưng đến một ngày chợt trở nên khó khăn khi ta trưởng thành. Thì ra, ngày đó là ngày đánh rơi mối tình đầu năm cấp 3. Mất khá lâu để mở lòng trở lại. Ngỡ tưởng với trái tim đủ bình yên này sẽ có một chàng trai bước tới, nhưng anh lại chọn dừng ở ngưỡng tình bạn. Thôi thì vạn sự tùy duyên anh ha. Cái nắm tay ngập ngừng, ánh mắt bối rối lướt nhẹ qua nhau, và cả từng giọt mồ hôi rịn trên trán khi biết có ai đó đang lén nhìn. Mối tình đầu của Tiên tự nhiên và kẹo ngọt như thế đấy. Nhưng rồi Tiên nhận ra, dù có yêu thương thật lòng, cứ đi lòng vòng rồi cũng sẽ lạc nhau. Hôm nay Tiên lạc mất cơ hội được trở thành cô gái của ai đó rồi đấy. Cái gu người bạn trai của em thì như thế nào? Dạ, gu của em là hơi bé con một chút xíu. Đây, trai chị, đứng lên coi trai. Lên sẽ đứng cho má coi. Các bạn thấy đó, tần số tình yêu của chúng tôi luôn luôn có 1000 con người đứng đây chờ sẵn các bạn nữ nhỏ nhỏ dễ thương, xứng đào xứng kép không? Trai, về, về liền. Để chúng tôi chỉ nhá hàng nhẹ vậy thôi. Rồi còn bạn gái bên đây, cái gu của em là em thích sao? Dạ, gu của em đó là một chàng trai miền Trung, cao trên 1m75, tính tình chững chạc. Đó, kế bên em, người Đà Nẵng miền Trung, cao trên 1m75, hợp lý. Vớt luôn áo trắng đồng phục. Chú nói với con nghe chú già lắm. Cảm ơn con đã thích một cái gu như chú. Cái tần số đó chưa rung tới các bạn, nhưng mà các bạn thấy đó, khi hai bạn xuất hiện là hai bên khán giả đều la lối, kiểu như khoái chí. Và có cả một anh chàng đã phóng lên đứng cạnh em luôn. Với lại chị nghĩ vậy nè, mới 20 hơn à, cho nên tương lai còn rất là dài. Đứng yên đó, sẽ có các anh tới tìm các em. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Dạ, dạ. Xin cảm ơn ạ.